Honda SH300i chính hãng giá 248 triệu có gì nổi bật? Có giá bán rẻ hơn so với nhập khẩu tư nhân. Honda SH300i 2016 do Honda Việt Nam sẽ tung ra thị trường dịp 20 tháng 12 tới đây, sở hữu khá đầy đủ các công nghệ mới nhất xứng tầm một chiếc kho tơ phân phối lớn. Honda SH300i 2016 ra mắt tại Việt Nam hôm 14 tháng 12 2016. Sau đúng một tháng phiên bản 217 ra mắt tại triển lãm ESMA 2016 diễn ra ở Ý. Tuy nhiên, Honda Việt Nam khẳng định phiên bản 2016 sẽ được bán chính tại Việt Nam trong năm 2017 với sản lượng mong muốn là 400 xe, đồng thời cho rằng sự khác nhau giữa hai phiên bản 2016 và 2017 là không đáng kể. Với giá bán lẻ đề xuất là 248 triệu đồng, Honda SH300i chính hãng đã rẻ hơn hẳn so với giá 320 triệu đồng mà các cửa hàng tư nhân tự nhập về trước đây. Đây chính là lợi thế mà xe chính hãng đang làm được. Cộng với chính sách bảo hành, bảo dưỡng lên tới 3 năm sẽ là điều kiện tốt nhất để tiến tới gom lại thị phần phân khối xe SH tại Việt Nam về một mối. Trở lại khoảng 2007, khi những chiếc Honda SH300i đầu tiên được bán tại thị trường Việt Nam, cảm giác lúc đó khi nhìn thấy chiếc xe là sự gồ ghề và nặng nề. Gần 10 năm kể từ đó đến nay, qua hai đợt thay đổi ngoại hình và khung sườn, sang thế hệ mới nhất, SH300i 2016 đã thực sự lột xác một cách táo bạo về ngoại hình, nhất là ở cụm mặt trước với đèn LED và mặt nạ chrome liền khối. Honda cũng khôn khéo tính toán hình dáng tấm phản chiếu, khiến cho nhìn trực diện cụm đèn LED này không bị chói mắt mà ngược lại vô cùng đặc trưng và bắt mắt. Cụm chi tiết này trông ấn tượng hơn hẳn và cũng dễ nhận biết so với bản 125 và 150i. Đèn pha với logo SH in nổi bên trong tạo nên nét sắc sảo khó có thể nhầm lẫn. Honda SH300i ABS tạo ấn tượng nhờ sự thể hiện đường cách tinh tế cùng đường viền mạ chrome ôm thân nổi bật bên cạnh logo SH300i cầu kỳ. Cụm đèn đồng hồ trên SH300i vẫn sử dụng kim số cho các thông số tốc độ, nhiệt độ động cơ, mức báo xăng và một đồng hồ điện tử nhỏ phía dưới. Phần màu phía trên của xe lớn hơn hẳn so với SH 125 và 150i. Về mặt công nghệ tiện ích và bảo mật, SH300i và SH 125-150i có điểm chung là sở hữu hệ thống khóa thông minh MK với thiết bị điều khiển FOB có thể mang theo bên mình. So với thế hệ cũ, SH300i 2016 có ngăn chứa đồ tăng thêm chút về thể tích, có thể để vừa một mũ bảo hiểm cả đầu. Xe trang bị hệ thống phanh bo cứng ABS cả phanh trước và sau, bánh xe có độ lớn 16 inch. SH300i được trang bị thắng đĩa đơn 256mm cho cả trước và sau với heo thắng của Nissin. So với mẫu tiền nhiệm SH300i 2014, bản 2016 được điều chỉnh nhẹ về kích thước. Đáng kể là trục cơ sở tăng thêm 16mm, độ cao in ngồi lái xe tăng thêm 20mm lên mức 805mm và khoảng sáng gầm giảm xuống còn 130mm, cũ là 136mm. Ống xả trên SH300i lớn và tạo hình dễ nhận biết hơn so với bản 125-150i. In xe cao kết hợp với sàn để trên tiêu chuẩn, mang đến tư thế ngồi thoải mái và tôn dáng cho người lái có chiều cao từ 1m7 trở lên. Đuôi xe thon gọn nhờ kết hợp nhọn từ hai bên hông xe, mang lại vẻ đẹp thời trang và cất cấp. Kết hợp tay nắm dắt phía sau chắc chắn, nhờ ống xả lớn, nhìn chất về phía sau có cảm giác SH300i khá chắc chắn. Cụm đèn hậu hoàn toàn bằng LED, chân chống bên gập gọn và tích hợp công nghệ ngắt động cơ tức thì khi gạt xuống. Động lực vận hành là điều mà Honda tuyên bố sẽ thay đổi kiểu dáng trên SH300i đời mới, đặc biệt là khả năng chạy êm mượt hơn cả giải vòng tua thấp và trung. So với đời trước, động cơ SH300i 2016 vẫn giữ nguyên dung tích xi lanh 279,1cc, tỷ số nén 10,5:1, cũng như đường kính và hành trình bít tông 72x68,5mm. Tuy nhiên, công suất giảm 2 mã lực xuống mức 25,2 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút và moment xoắn 25,5 Nm tại 5.000 vòng trên phút, trong khi trên mẫu cũ là 27,2 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và moment xoắn 26,5 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Như vậy, có thể thấy động cơ trên SH300i 2016 được tối ưu ở vòng tua máy thấp hơn và điều này cũng góp phần làm cho xe vận hành êm hơn. Ở đời 2016 này thì phục SH300i vẫn còn mềm giống với các đời trước, nhưng tay lái đã được hạ thấp hơn. Việc hạ thấp tay lái mang đến cảm giác lái thể thao hơn. Ngoài ra còn khiến cho việc đè cua dễ dàng hơn rất nhiều khi không còn sự lông ngông của tay lái cao. Bên cạnh việc bán ra SH300i, Honda Việt Nam cũng sẽ cung cấp các món phụ kiện nâng cấp xe lên tới 14 món, cùng việc hỗ trợ đào tạo người mua học bằng lái xe A2 một cách chuyên nghiệp nhất.